Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu chung về tác giả và tác phẩm. Các em mở sách giáo khoa trang 55 và trang 56. Ở phần tác giả, các em đọc sách và nắm cho cô những cái nét chính như sau về tác giả Nguyễn Dữ. Đấy. Thì thứ nhất là chúng ta nhớ cho cô, tác giả Nguyễn Dữ sống vào khoảng thế kỷ 16 và chưa rõ năm sinh và năm mất. Ông xuất thân trong một gia đình khoa bảng thuộc huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương ngày nay. Ông từng đỗ hương tiến và ra làm quan, nhưng chưa đầy một năm thì đã lui về ở ẩn với lý do là phụng dưỡng mẹ già. Đấy, thì đó là các em nắm cho cô về tác giả Nguyễn Dữ. Điểm thứ ba, phần tác giả thì Nguyễn Dữ cũng được xem là học trò giỏi của Tràng Trinh Nguyễn Bỉnh Khiêm. Và tác phẩm Truyền Kỳ Màn Lục được xem là cái tác phẩm nổi tiếng nhất của nhà văn Nguyễn Dữ và được viết vào nửa đầu thế kỷ 16. Thì đó là phần tác phẩm. Về phần tác phẩm thì tác phẩm Truyền Kỳ Màn Lục, các em nắm cho cô thứ nhất là về thể loại. Thì các em biết truyền kỳ là một cái thể loại văn xuôi từ sử vào thời trung đại, phản ánh hiện thực qua những yếu tố hoang đường, kỳ ảo như là thế giới cõi âm, thánh thần, ma quỷ. Và từ cái việc phản ánh những cái yếu tố hoang đường, kỳ ảo đó, thì đằng sau những cái tình tiết phi hiện thực thì chúng ta vẫn có thể tìm thấy những vấn đề cốt lõi của hiện thực cuộc sống, cũng như những cái quan niệm và thái độ của tác giả gửi gắm vào đó. Điểm thứ hai, tác phẩm Truyền Kỳ Màn Lục được viết bằng chữ Hán, gồm 20 truyện, ra đời đầu thế kỷ 16. Tác phẩm Truyền Kỳ Màn Lục, về mặt nội dung thì chúng ta thấy là tác phẩm này đã phản ánh cái hiện thực xã hội phong kiến đương thời, với đầy rẫy những cái bất công, những cái tệ trạng mà tác giả muốn vạch trần, phê phán. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy được những cái số phận bi thảm của những con người nhỏ bé trong xã hội, những bi kịch tình yêu mà thiệt thòi thường rơi vào người phụ nữ. Và điều này các em đã được học trong cái tác phẩm, đó là Chuyện Người Con Gái Nam Xưa qua nhân vật Vũ Nương. Bên cạnh đó thì tác phẩm Truyền Kỳ Màn Lục còn đề cao cái đạo đức nhân hậu thủy chung, đồng thời khẳng định cái quan điểm sống đó là lánh đục về trong của cái tầng lớp trí thức ẩn dật đương thời. Cho nên nội dung của Truyền Kỳ Màn Lục đấy, nó vừa có giá trị hiện thực và vừa có giá trị nhân đạo, và cũng được xem là một tuyệt tác của thể loại truyền kỳ, một tuyệt tác của thể loại truyền kỳ, được Vũ Khâm Lân thế kỷ 17 khen tặng là thiên cổ kỳ bút. Đấy, được đánh giá là một thiên cổ kỳ bút. Thì đó là các em nhớ cho cô phần tác phẩm Truyền Kỳ Màn Lục. Chúng ta sang cái bài học của chúng ta hôm nay, đó chính là Chuyện Chức Phán Sứ Đền Tản Viên. Thứ nhất là các em nắm cho cô xuất xứ là nó trích trong Truyền Kỳ Màn Lục, tác giả Nguyễn Dữ. Thứ hai là về tóm tắt thì các em đọc ở trong sách giáo khoa và tóm tắt khoảng 20 dòng để cho cô nhé. Về bố cục thì các em đã đọc rồi, thì chúng ta thể thấy là chúng ta chia cái bố cục của Chuyện Chức Phán Sứ Đền Tản Viên là chia làm 4 đoạn. Đấy. Đoạn 1 là từ đầu đến không cần gì cả. Vậy thì cái đoạn này thì các em chú ý cho cô cái cách giới thiệu về nhân vật Ngô Tử Văn và hành động đốt đền của Tử Văn. Đoạn 2 là từ đốt đền xong đến khó lòng thoát nạn. Đoạn thứ 2 là có nội dung Tử Văn gặp hồn ma tên Bách Hồ, họ thôi và thủ công.
Đoạn 3 là từ Tử Văn Vâng Lời đến Không Bệnh Mà Chết, thì có nội dung là Tử Văn bị bắt và cuộc đối chất với Diêm Vương, tên tướng giặc ở chốn Minh Ti, tức là chốn là Âm Phủ. Và cuối cùng là đoạn 4 là đoạn còn lại, Tử Văn thắng lợi trở về và nhận chức phán sứ Đền Tản Viên. Thì đó chính là của chuyển chức phán sứ Đền Tản Viên mà các em chia và nắm cho cô. Bây giờ chúng ta sang phần tìm hiểu về văn bản, phân tích văn bản. Thì ở phần tìm hiểu văn bản, chúng ta sẽ đi phân tích nhân vật chính của câu chuyện, đó chính là hình tượng Ngô Tử Văn. Về nhân vật Ngô Tử Văn thì các em thấy ở trang 56, ngay ở đầu văn bản, thì tác giả Nguyễn Dự đã có cách giới thiệu về nhân vật Ngô Tử Văn. Đấy. Và chúng ta thấy ở đây thì tác giả giới thiệu nhân vật Ngô Tử Văn là các em chú ý cho cô là về tính cách cũng như là cái hành động để chứng tỏ tính cách ấy. Đấy. Và truyện bắt đầu bằng việc giới thiệu Ngô Tử Văn. Đấy. Về lai lịch, đó là Ngô Tử Văn tên là Soạn, người huyện Yên Dũng, đất Lạng Giang, là một trí thức nước Việt. Đó là về lai lịch. Về tính cách thì nhà văn nhấn mạnh cái tính cách của Ngô Tử Văn, chàng vốn khảm khái, thấy sự gian tà thì không thể chịu được, người ta vẫn khen là một người cương trực. Đấy, một người cương trực. Vậy thì ở cái phần mở đầu thì chúng ta sẽ thấy các em về gạch chân ở trong cái văn bản, ở trong sách giáo khoa ở trang 56 cho cô, hiểu chưa nào? Là về lai lịch, giới thiệu về lai lịch và về tính cách. Vậy thì cái cách giới thiệu nhân vật chúng ta thấy là theo một cái phương pháp truyền thống trong văn học trung đại, nghĩa là có tên tuổi, có quê quán và có tính tình. Chỉ một vài nét chấm phá, nhưng chúng ta thấy tập trung để làm rõ được cái tính cách của nhân vật Ngô Tử Văn. Đó là những cái tính cách mà được tác giả nhấn mạnh qua những từ ngữ như là khảng khái, thấy gian tà không chịu được và là một người cương trực. Vậy thì ngay cái cách giới thiệu trực tiếp, ngắn gọn theo cái công thức truyền thống của văn học trung đại, nó mang cái tính khẳng định và ngợi ca về nhân vật Ngô Tử Văn. Thứ hai là nó còn gây cái sự chú ý, hồi hộp cho người đọc và bắt buộc người đọc phải theo dõi cái diễn biến tiếp theo của cái tính cách nhân vật đó, hành động của nhân vật đó. Chúng ta thấy rất rõ, để thể hiện được cái tính cách của Ngô Tử Văn là người khảng khái, thấy sự gian tà không chịu được, người vùng Bắc vẫn khen là người cương trực, thì tác giả đã thể hiện được cái tính cách của nhân vật qua hành động. Em nhớ cho cô là qua hành động. Và hành động của Tử Văn đó là hành động đốt đèn. Đó, hành động đốt đèn. Thì các em nhớ cho cô là hành động đốt đèn của Tử Văn được thể hiện rất rõ ở trong văn bản. Đó là gì? Các em chú ý cho cô cái đoạn văn này. Cuối đời nhà Hồ, quân Ngô sang lấn cướp, vùng ấy thành một nơi chiến trường, bộ tướng của Mộc Thành có Viên Bách Hồ họ Thôi tử trận ở gần đền, từ đấy làm yêu làm quái trong dân gian. Tử Văn tức giận, một hôm tắm gội sạch sẽ, khấn trời rồi châm lửa đốt đền. Mọi người đều lắc đầu lè lưỡi, lo sợ thay cho Tử Văn, nhưng chàng vẫn vung tay không cần gì cả. Vậy chúng ta thấy rõ ràng cái hành động đốt đền của Ngô Tử Văn nó xuất phát từ cái nguyên nhân nào? Các em tìm hiểu cái nguyên nhân đốt đền của Ngô Tử Văn. Đó là châm lửa đốt đền tên Bách Hồ họ Thôi. Thì cái nguyên nhân là do cái tên tướng giặc Minh đã bài trận bỏ xác ở trên đất người. Đấy. Nó
Hồn của nó vẫn hưng yêu tác quái, sách nhiễu dân lành. Vậy chúng ta thấy rõ ràng cái miếu thờ vốn là cái nơi rất là linh thiêng. Đấy, rất là linh thiêng. Đền thờ thì thường người ta sẽ thờ những cái người có công đối với dân làng, đối với đất nước, đối với dân tộc. Nhưng riêng ở đây, cái đền thờ này là đền thờ một cái tên tướng Bài Trần. Đó, đền thờ một cái tên tướng Bài Trần. Nghĩa là tên kia là một cái tên giặc cướp nước. Không chỉ là giặc cướp nước khi còn sống, mà ngay cả khi chết rồi, thì chúng ta vẫn thấy nó vẫn làm yêu làm quái, sách nhiễu nhân dân. Cho nên là chúng ta thấy là cái hành động đốt đền của Ngô Tử Văn là một cái hành động mà chúng ta thấy là vì chính nghĩa. Đúng không? Vì chính nghĩa. Bởi vì đốt đền có nghĩa là đốt nhà cái tên giặc, không cho nó có nơi trú ẩn, không cho nó có chỗ để làm yêu làm quái, sách nhiễu nhân dân. Đấy, đúng không? Cho nên một cái hành động cương trực nghĩa khí, thấy việc bất bình nhất định chẳng tha, thì đó chính là một cái nguyên nhân để dẫn đến cái việc là Tử Văn đốt đền. Và chúng ta thấy rằng là cái việc đốt đền của Tử Văn là nó có cái mục đích là vì chính nghĩa. Đấy, vì một cái lý tưởng thì rất là cao đẹp. Cho nên là trước khi đốt đền thì chúng ta thấy là Tử Văn đã có một cái hành động là tắm gội chay sạch rồi khấn trời. Đấy, nhớ chứ là khấn trời đất. Đấy. Vậy chúng ta thấy cái hành động của Tử Văn là tắm gội sạch sẽ rồi là khấn trời đất. Vậy khấn trời đất đó là để cho trời chứng giám cho cái lòng chân chính vì nghĩa của mình. Đấy, vì cái nghĩa của mình. Và cái hành động đó nó rất là cẩn trọng, rất công khai. Đấy, rất cẩn trọng, rất công khai. Đấy, và chính nhờ vì thế mà Tử Văn thấy rằng cái mục đích mình làm là vì chính nghĩa, cho nên mới tạo cho mình có một cái sức mạnh và rất là vững tâm với cái hành động đốt đền. Đấy, thì nhớ cho cô là trước khi đốt đền là như vậy. Và cái việc đốt đền của Tử Văn thì chúng ta cũng sẽ thấy được cái ý nghĩa đấy của cái hành động đó. Đấy. Thì thứ nhất là các em nắm cho cô đó là nó thể hiện được cái tính cách của nhân vật. Đấy, nhớ cho cô như vậy. Cái hành động đốt đền đó là nó thể hiện được cái tính cách của nhân vật. Đó là gì? Một tính cách như thế như của Tử Văn thì không thể mà không tức giận được. Bởi vì tên giặc từng xâm phạm nước Nam và Bài Trần, nhưng hồn ma vẫn còn hưng yêu tác quái trong dân gian. Cho nên đốt đền của hồn tên tướng giặc Tú Ngủ cũng chính là một cái hành động là khẳng khái, dũng cảm của Tử Văn. Nghĩa là dám làm những việc mà không ai dám làm. Rất là có bản lĩnh dũng cảm. Làm những việc mà không ai dám làm. Cho nên là mọi người mới là lẻ lưỡi. Đấy. Mọi người lúc bây giờ là mới là lẻ lưỡi. Đấy, nghĩa là người ta lắc đầu lẻ lưỡi, tỏ vẻ lo sợ cho Tử Văn. Có nghĩa là không ai dám làm cái điều đó. Cho nên đây là một hành động dũng cảm của kẻ sĩ vì dân trừ hại, diệt trừ cái ác. Điểm thứ hai, cái hành động đốt đền của Tử Văn nó cũng thể hiện được cái tinh thần dân tộc mạnh mẽ. Đấy, qua việc diệt trừ hồn ma tên tướng giặc xâm lược hung bạo. Bởi vì diệt trừ cái hồn ma của tên tướng giặc đấy cũng chính là đem lại đấy cái công lý, đấy đem lại cái an lành đấy cho nhân dân. Đấy, đem lại cái an lành cho nhân dân, nhớ chưa? Và cái hành động đốt đền của Tử Văn cũng chính là nó thể hiện được một cái xung đột nổ ra ngay từ đầu câu chuyện. Đấy, cái xung đột nó rất là đột ngột và rất là quyết liệt và làm cho cái câu chuyện nó có sức hấp dẫn. Đấy, nhớ chứ, làm cho cái câu chuyện có sức hấp dẫn và bắt buộc mọi người, không ai không có câu hỏi dấy lên trong lòng là rồi cái hành động đốt đền đó thì rồi sẽ ra sao. Đấy, chứ? Vậy thì nó sẽ tạo nên cho câu chuyện đó có cái sự ly kỳ, có cái sức hấp dẫn. Thì đó chính là cái hành động. Và cũng từ cái hành động đốt đền đó thì chúng ta
cũng sẽ thấy được đấy, cái quá trình đấu tranh của nhân vật Ngô Tử Văn để giành lại công lý cho con người đấy. Và sau cô sẽ giới thiệu cho các em thứ nhất là một cái hình ảnh chỉ mang tính minh họa, đó là thứ nhất là hình ảnh thổ thần của nước Việt đấy, thổ công đấy. Thứ hai đó là hình ảnh cái tên tướng giặc, chúng ta thấy nó đối lập nhau hoàn toàn đấy, thổ thần nước Việt đấy thì nhìn rất là hiền lành đấy, điềm đạm đúng không ạ. Còn tên tướng giặc thì vẫn một cái hình ảnh là mang cái tính là nhìn rất là hung bạo và hung ác. Cái cảnh đền tên tướng giặc bị cháy, bị đốt cháy, đấy chỉ là hình ảnh minh họa cho các em xem cho nó sinh động thôi. Bây giờ chúng ta sang cái phần B nhỏ, đó là cuộc đấu